Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Shop Đồ Công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 612. Trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần và cần quẹt của em ngày hôm nay thì tất cả đều là chất liệu carbon cả. Ngày hôm nay thì em có cần hút, cần ISO và có cả dây trong. ISO thì em có khuyên lớn và khuyên nhỏ. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship và bên em có ship code toàn quốc. Và phí ship của một đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với Shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần của Shimano. Đây là một dòng cần hàng hệ của Shimano ạ. Dòng này là dòng Argos phiên bản đặc biệt. Argos Special phiên bản đặc biệt. Cái này thì phần gốc của nó đây, gốc có thể được bọc của Shop nha. Chất của nó là xoắn vào X2 da nha mọi người. Cái này chắc xoắn X2 da, gọn xoắn rất là nổi răng luôn này. Và khoen của nó là khoen Furisic. Cái này khoen Furisic chân xám nhé. Những khoen này khoen kháng mặn, dài 2m1. Cái này thì cái mút Shop nó hơi xấu, nó có bị sờn cái này, sờn với cống cái này nha. Cái này mút Shop hơi xấu một xíu, tem của ta nó bị sờn và dài 2m1, có độ cứng là 50. Đây là dòng Argos của Shimano và nó sở hữu bộ khoen là khoen Furisic, chắc của nó là xoắn X2 da nha. Cái này khúc thứ hai nó thấy rõ hơn cái độ xoắn của nó. Khúc thứ hai này thì nó xoắn 2 da nổi gân. Cái này thì cái phần ngọn cái này nó bị hạ ngọn một khoảng là tầm khoảng 10 cm nha mọi người. Khoảng 10 cm khoảng thế này. Và bu nó là bu Furi nha. Cái này nó line bu, khoen là khoen Furisic nha. Bu là bu Furi thường, có là 2, 4, 6, 6 khoen và một đầu bu. Cái này tổng cộng là có 6 khoen Furisic và một đầu bu Furi thường. Cái này thì nó hạ ngọn một khoảng 10 cm rồi, nên nó sẽ có cứng dao động khoảng 80 nha mọi người. Cái này cứng 80 nè, ban đầu là 50, bây giờ hiện tại là cứng khoảng 80, 60, dao động 60 đến 80. Em báo khoảng cứng như vậy. Và cây số 1 là dài 2m, hiện tại bây giờ nó là dài 2m. Mỗi khúc có chiều dài là 110 cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.6 ly. Cây này nặng 218 g và có độ cứng từ 60 đến 80, 68 nhân. Và cây số 1 này có giá là 680.000 ạ. Cái đó là cây số 2. Cây số 2 thì ở đây em có là một cây cần của Alpha Tucker, là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Chui của cần hai khúc như này nha. Và ngoại hình của nó, tất cả những cần trong video này đều là chất liệu carbon cả nha mọi người. Cần Alpha Tucker, thương hiệu của Hàn Quốc nhé. Bát của nó là bát vàng, bát Furi. Khoen của nó là khoen Furi nhé. Cái này dòng là dòng khoen Furi thế này nha. Lòng sứ rất là sáng bóng luôn. Phần mút Shop cũng khá là ok, chỉ có cắn hơi nhẹ thôi, không có bị sờn rắc gì cả, chỉ cắn nhẹ như này. Đây là nó bám bẩn đó. Được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Và cây này thì có độ cứng là từ 120 đến là 180. Đây, độ cứng đầu ban đầu của nó đây là 150, dài 2m3, dao động là từ 120 đến 180. Thì cây này thì hiện tại có độ cứng là 150 nha. Dài 2m3, cây này dài 2m3 thôi. Khoen của cần đều là khoen Furi cả, tất cả các khoen. Bu của cần là bu Furi chống xoắn luôn, dòng khoen Furi chống xoắn nha. Nó cũng có một vài vết bẩn nhẹ, sờn nhỏ thôi, không đáng kể. Dài 2m3, có độ cứng là 150, cần cứng bạo lực nha. Dòng này dòng ta câu cá lớn. Đấy, rất là cứng, nó sẽ cong phần đầu ngọn này. Và có là 2, 4, 6, 8, 10 khoen và một đầu bu. Cái này có 10 khoen nha. Thì cây số 2 này dài 2m3, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m2. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 3 ly. Cái này nặng 335 g và có độ cứng là 150 theo thông số của cần. Và cây số 2 này có giá là 900.000 ạ, cần của Alpha Tucker của Hàn Quốc xuất Nhật. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có cũng là một cây 2 khúc. Cây này dài 2m4, 2 khúc thế này nha. Chui của nó, cái này nó bám bẩn nha mọi người. Khoen của nó là cũng là khoen Furi, đá sứ xám nhé, khoen là khoen Furi nhé. Tất cả các khoen đều là khoen Furi. Bát của cần là bát vẹn, bát Furi luôn ạ. Mỗi shop có cắn nhẹ, cắn
hơi nhẹ xíu nè. Dài 2m4, có độ cứng là 80. Silicon, cái này dòng cần của Hàn Quốc xuất nhập nha. Khoen của nó đây, cũng là khoen Fury cả nha. Đây, nó dập chữ Fury. Cái này ngoại hình mới sáng, hầu như là trầy nhẹ xíu. Đây là chủ yếu nó có bám bẩn, cái bắp bẩn này chứ không phải là trầy nhiều lắm đó. Bô của nó là bô Fury Six chống xoắn nha mọi người. Bô Fury Six. Và có là 2, 4, 6, 8, 10 khoen. Cái này cũng có 10 khoen và một đầu bu. Cái này dài 2m4. Và mỗi khúc thì có chiều dài là 125cm. Góc có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Và cái này có độ cứng là 80. Theo thông số của cầm cái này rất là cứng nha. Cứng 80 là cứng. Và nặng 291g và có độ cứng 80 ạ. Và cây số 3 này, cái giá là 820.000. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây có là một cây cũng dài 2m4, bao gồm 2 khúc. Và cây này thì nó có sở hữu bộ khoen dạ quang, khá là mới sáng luôn. Chua của cần này. Còn góc của cần, ống cần khá là mới nha. Chua của cần này. Bát của nó là bát vẹn, bát Fury như thế này. Mút xốp cũng khá là ok. Có xước nhị thế này thôi. Cái bát xước nữa này. Khá nhỏ. Mới đẹp, dài 2m4. Còn carbon rod thế này. Và khoen của nó là khoen Fury dạ quang. Rất là mới cái này. Có dòng khoen Fury dạ quang. Ta câu đêm được. Mới đẹp. Dòng này dòng cần hàng nội địa nha mọi người. Cái này cái nội địa. Tem của nó. Dài 2m4. Và cái này thì nó có độ cứng 30. Ngọn của cần là ngọn tháp nha mọi người. Cái này ngọn tháp cứng 30 thôi. Ngọn tháp thế này. Nó cong phần đầu ngọn thôi ạ. Thì cây số 4 này dài là 2m4. Mỗi khúc có chiều dài là 125cm ạ. Góc có độ lớn là phi 28. Em đo phần mút xốp đây. Ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cái này nặng 260g. Và có độ cứng là 30 theo thông số của cần. Khoen là khoen Fury dạ quang. Có 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bô ạ. Dài 2m4. Khá mới, cây này ngoại hình khá mới đẹp luôn. Và cây số 4 là cái giá là 780.000. Cái đó là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có là một cây cần lua nha. Cây này là một cây cần của thương hiệu của Mỹ, Oakley Steel của dòng Special đây. Nhà dòng Shakespeare. Oakley Steel đây. Đây là một thương hiệu của Mỹ, Oakley Steel. Shakespeare. Cái này là một cây cần lua máy ngang á, một cây cần máy ngang thế này nha. Đây là cây máy ngang nha mọi người. Bát của nó là bát bát vặn, bát hãng nha mọi người. Bát hãng máy ngang thế này. Góc của nó là đặt một shot thế này. Đấy. Khoen là khoen Fury. Khoen thì cái lòng sứ cũng khá là dày. Đấy, khoen Fury thế này. Đá sứ xám. Cái này là một cây lua dài 2m4, dài 2m44 này. 2m44 có độ cứng là MH. Tải dây là từ 15 đến 30 lb. Đấy, MH 30 lb thì tải dây sức tải tầm khoảng là 14 kg 6 46 48 đó, tầm khoảng 14, dao động 14 kg. Và cây này có độ cứng là MH cho mọi người coi, ngoại hình khá là mới đẹp. Đây thương hiệu biểu tượng của cần Oakley Steel đây. Khoen của nó đây. Khoen Fury đá sứ xám nhé. Cái này ngọn của cần phát phần trên là ngọn kiểu sợi thủy tinh nhé mọi người. Đây, ngọn sợi thủy tinh. Nó có độ cứng MH. Và hai cái khoen, ba cái khoen đầu với bu là dạ quang. Còn những cái khoen dưới đây là khoen Fury đá sứ xám. Khoen Fury có hai khoen phần là ngọn này với cái bu là Fury có vòng dạ quang. Còn những cái khoen ở dưới này khoen Fury thường không có dòng vòng dạ quang nhé. Có là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu dài 2m4 có độ cứng là MH nhé. Cái này nó kiểu nó sẽ MH nguyên cả phần đầu thân ngọn nhé, thân cần nha mọi người. Phần ngọn nhắn hơn cả, hơi mềm phần đầu ngọn. Cái này thì phần đầu ngọn em nhắn hơi mềm, nó sẽ cong phần cong đều cả nhé.
Thì cây số 5 này dài 2,4 m, mỗi gốc có chiều dài là 125 cm, gốc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn là 280 ly, cây này nặng là 302 g và có độ cứng là MH theo thông số của cần nha. Và cây số 5 này có giá là 900.000 đồng. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 đang có cũng là một cây dài 2,4 m luôn. Cây này thì là cây cần chắc sáng hai da. Khoen của nó là khoen Fury, đá sứ xám, có độ cứng 80, chất của nó là xít hai da hai khúc luôn như này nha. Bắp là bắp vặn, bắp Fury bắp vặn như này. Cái này nó có một lai một khoen nhé, khoen này là cũng là khoen Fury, nhưng mà cái này khoen Fury dạ quang, còn những cái khoen khác là khoen Fury đá sứ xám xanh thế này ạ. Chất của nó là xít hai da nha. Khoen Fury sơ xám xanh, bô của cần cũng vậy, là bô Fury đã sơ xám xanh, tem của cần tem vàng thế này nha. Có sơn nhẹ phần cuối cái giống thứ nhất thôi, cuối khúc thứ nhất gọi là hình khá ok. Cái này có ngọn của cần là ngọn tháp sợi thủy tinh ạ, và chắc của nó hai giống là sơn ít hai da, có cấm nhẹ phần mũi sót này, dòng holder Boston. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu. Cái này có cứng cứng là 80, nhưng mà nó sẽ cứng phần đầu ngọn thôi nha mọi người. Nó cong phần đầu ngọn thế này, ngọn tháp sợi thủy tinh. Và cây số 6 này dài 2,4 m, mỗi khúc có chiều dài là 125 cm, gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cái này nặng là 318 g và có độ cứng là 80 theo thông số của phần ngọn này ạ. Đây, cứng 80 nha. Và cây số 6 này cái giá là 920.000. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây dài 2,7 m, có độ cứng 80. Và đây là một cây cần của Shimano. Shimano này được sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật nha. Tem xuất của cần tem vàng như thế này. Đây, Made in China nha mọi người, cần của Shimano ạ. Khoen của nó là khoen Fury, kiểu khoen 300. Khoen Fury 300 thế này. Khoen đời mới, khoen chữ K đấy, Fury, khoen chữ K, 300 chữ K như này nha. Khoen cái nữa. Là khoen chữ K. Mới đẹp, cái này ngoại hình mới đẹp nha. Cái xếp rất là nhỏ và những cái khoen nhỏ ở trên là khoen 100. Có 2 4 6 khoen 100. Và 2 4 6 khoen còn lại là khoen chữ K 300. Cái này có tổng cộng 12 khoen và một đầu bu dài 2,7 m, bao gồm là 12 khoen và một đầu bu ạ. Có độ cứng là 80. Cái này thì nó sẽ tính độ cứng 80 là nguyên thật cả thân cần nha mọi người. Những cây này nó không có phải là ngọn tháp nên nó sẽ cứng độ, nó tính độ cứng là nguyên cả thân cần. Khi mọi người gắn hai khúc vào, mọi người vẫy thì nó sẽ ra cái độ cứng là 80. Còn nếu mà mọi người nhúng theo phần đầu cần, nhúng theo đầu cần thì cây này nó cứng phần đầu cần khoảng 40 thôi ạ. Nha, em báo theo cái hai cái độ cứng khác nhau. Những cây này nó là ngọn thường, ngọn không phải là ngọn tháp, không phải là ngọn lâm phụng, không phải ngọn tháp sợi tinh đặc nên nó không có cong phần đầu ngọn giống như cái cây số 6. Đấy. Thì cây này nó sẽ cong đều thân. Có độ cứng 80 nguyên toàn thân, còn phần đầu ngọn thì 40. Và cây số 7 này dài là 2,7 m, mỗi khúc có chiều dài là 140 cm, gốc có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 1,8 ly, cái này nặng 218 g và có độ cứng từ 40 đến 80. Đấy, em báo rất là chi tiết từ nãy giờ rồi ạ. Và cây số 7 này cái giá là 1.150.000 ạ. Cái đó là cây số 8. Cây số 8 anh em cũng có là một cây dài 2,7 m luôn ạ. Cái này bao gồm hai khúc và dòng holder bone. Cái này thì là của Suyumi, thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cái này là Suyumi. Dài 2,7 m. Khoen của cần là khoen Fury, đá sứ xám xanh như thế này nha. Bát của cần là bát vặn như thế này, special, phiên bản đặc biệt dài 2,7 m. Đây, chất của nó rất là đẹp, xoắn X2 da nha mọi người. Khóc thứ nhất là xoắn X2 da thế này. Nội gân ha, rất là đẹp. Cái này đẹp, nó màu trắng, nó có màu xanh, trắng xanh nữa này, nhưng mà có hơi sờn. Khúc thứ nhất thì có xoắn X2 da, có sờn thế này. Đấy, khúc thứ hai thì xoắn vòng thường, có sờn thế này nha.
Cái này ngoại hình có hơi sờn nhẹ lớp sơn ở khúc thứ nhất. Khoen là khoen Fury, cái này bô của nó là bô Fury 6 nha. Bô Fury 6, còn khoen là khoen Fury đá sứ xám xanh. Dài 2m7, có độ cứng là 30. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bô. Bô là bô Fury 6 trong xoắn nha. Đây, có độ cứng 30, 30. Phần đầu ngọn cái này nha, 30. Và cây số 8 này dài 2m7, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4. Góc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cái này nặng là 360g và có độ cứng 30 theo thân số của cây. Và cây số 8 này có giá là 1.100.000. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây có là một cây cần hàng nội địa Nhật nha mọi người, hàng Nhật. Dài là 3m6, bao gồm 3 khúc chua của cần đây. Phần góc của nó đây, góc thì mút xốp nhé. Cái phần tên này nó bị bạc màu, nó phai bằng này. Và cái mút xốp này có vẻ hơi có bám bẩn. Cái này thì vệ sinh thì đây sẽ ra thôi, đây, bám bẩn này nhé. Cái này là bám bẩn hơi tối nhưng ngã màu của phần mút xốp này. Bát của cần là bát vặn, bát Fury. Vị trí mút xốp này nó có bị rách vị trí này nha. Còn vị trí khác là bám bẩn à. Có điểm này tróc sơn. Tróc sơn đây này, có điểm này. Và đây là một cây cần của hàng nội địa, dài 3m6, có độ cứng 100, made in Japan nha. 3 khúc 3m6. Thì cây này nó báo cứng 100 nhưng mà em sẽ báo chi tiết lại độ cứng nha, tùy theo nha mọi người. Và cây này em sẽ view ngoại hình trước. Ngoại hình thì nó cũng có một vài cái vết bẩn hơi tối, hơi ngã màu. Bởi vì nó là màu trắng nên lâu ngày nó sẽ cái lớp keo phủ bóng nó sẽ ngã sang màu vàng hơi nhạt nhạt, nhạt một xíu. Made in Japan. Khoen là khoen Fury, đá sứ xám xanh cả, bô của cần cũng vậy. Dài 3m6 luôn. Khoen thì cái này đó tổng cộng cũng khá là nhạc khoen luôn. Có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 khoen và một đầu bô ạ. Cái này nó ghi độ cứng là 100. Nhưng mà 100 thì nó cũng giống như cái cây số 7 lúc nãy nha mọi người. Cây này thì nó sẽ cứng cả phần thân ngọn là thân số là 100 đấy. Còn nếu như phần đầu ngọn thì nó chỉ là da ướt chừng khoảng là 60 nha, 60 đến 80 thôi. Đấy, phần nhúng phần đầu ngọn thì 60 đến 80 thôi. Nó không có phải là 100 kiểu giống như cần bạo lực. Phần vẫy phần ngọn khá là đâm cần luôn này, đâm cần. Nguyên cả thân cần thì nó sẽ cứng là 100, còn phần đầu ngọn thì tầm khoảng 60, 60 đến 80 dao động như vậy. Thì cây số 9 này dài là 3m6. Mỗi khúc có chiều dài là 140cm, góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2.3 ly, nặng 407g và có độ cứng dao động từ 60 đến 100. Đấy, còn lý do 100 thế nào thì em có báo chi tiết từ lúc nãy nha mọi người. 100 là thân số của cần họ để. Mà nếu như cắm 3 khúc vào thì nó sẽ độ cứng của cả thân cần là tương ứng 100. Còn được độ cứng phần đầu ngọn này thì tầm khoảng 60 đến 80. Và cây số 19 này có giá là 1.250.000. Tiếp đó là cây số 20. Cây số 9, tiếp đó là cây số 10 nha mọi người. Cây số 10 này là cũng là một cây dài 36, dòng Navigator, cái dòng này dòng của hàng nội địa nha. Chùi có gần đây. Tầm giá bao năm là khác ở phần chùi ở dưới. Khoen của nó là khoen Fury 6. Chân sứ xám nhé, chân này chân kháng mạnh nha mọi người. Bát của cần là bát vẹn, bát Fury, dài 3m6, có độ cứng là 50 ạ. Navigator. Cái này thì sở hữu bộ khoen rất là đẹp luôn rồi. Khoen này thì mọi người yên tâm câu nút biển không có bây giờ bị sợ là ra tên cái phần chân khoen nhá. Khoen Fury 6, chân là chân xám thế này nha. Cái này thì nó màu sơn là màu đen, nên nó có cảm giác nó cũng có những vết sờn hơi tối cần nhị thế này nha. Đấy, có cần nhỉ? Dài 3m6, thương hiệu này là của hàng nội địa Nhật, Navigator. Mốt xốp có hơi cắn nhẹ. Bát của cần là bát vẹn thế này. Bát vẹn, bát Fury nha. Cái này sở hữu nguyên tất cả các khoen đều là khoen Fury 6, đã sứ xám, chân xám các. Có 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 khoen và một đầu bô, có độ cứng 50.
Đấy, 50 theo là nguyên cứng cả nguyên thân cần. Phần cái này nó cũng cong đều phần đầu ngọn thế này nha mọi người. Cong đều phần cái ngọn cần thế này. Cứng 50. Đấy, phần ngọn của cần cũng tầm còn cứng như vậy. Và cây số 10 này dài 3,6 m, mỗi khúc thì có chiều dài là 140 cm. Góc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cái này nặng là 580 g. Và có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Và cây số 10 này có giá là 1.200.000. Khuyên của nó là theo Fuji Six nha. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây 3 khúc dài 3,3 m như thế này nha. Chu của cần. Cây này thì ngoại hình mới đẹp. Phần bá góc của cần là đặc biệt của shop như thế này nha. Bắp vặn, bắp Fury, bắp vặn ạ. Và cây này là một cây cần của Alpha Tucker. Đây, thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Mới sáng, đây là ngoại hình rất là mới đẹp. Đây, nó đúc vào khúc như thế này nha. Dài 3,3 m. Nên là cây này sáng cái vòng cũng khá là ok, mới sáng luôn. Có là khuyên của nó là khuyên Fury đá sứ xám, Fury đá sứ xám xanh. Có 3, 4, 6, 7 khuyên và một đầu bu. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury đá sứ xám xanh. Cây này cứng cũng tầm khoảng là 40-50 nha mọi người. Phần ngọn cái này cứng tầm khoảng 40-50. 40-50. Và cây số 11 này dài 3,3 m, mỗi khúc thì có chiều dài là 1,2 m. Góc có độ lớn là phi 22. À, phi 29 nha mọi người. Cái góc em đo cái phần mũi xốp nó sẽ khá là lớn, phi 29. Ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cái này nặng là 340 g. Và có độ cứng là tầm khoảng 40-50. Và cây số 11 này có giá là 1.050.000. Tiếp đến là cây số 12. Cây 12 ở đây em có là một cây dây trong 3 khúc 3 m. Cây này 3 m. Cây này 3 m. Có độ cứng 50 ạ. Bát của nó là bát vàng bát hạng thế này. Cần của Suzumi, thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Khuyên dặn của cần này. Bu của cần, cái này bu của cần là bu Fury Six nha mọi người. Cái này bu Fury Six. Bu dặn cũng khá là lớn. Ngoại hình thì cũng khá là ok, trầy xước khá nhỏ đây, những các bạn vết bẩn thôi. Cái phần bo chống nổ thì đã có hơi ra đám bẩn nhỏ thôi. Cần của Suzumi, cần dây trong. Và cây số 12 này dài 3 m, mỗi khúc có chiều dài là 105 cm ạ. Góc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn là 3 ly. Cây này nặng 400 g và có độ cứng 50 theo thân số của cần ạ. Và cây số 12 này có giá là 500.000 ạ. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 ở đây em có một cây dây trong. Cây dây trong này có thể chúng ta sử dụng được dùm hai chế độ luôn nha. Đấy, dùm 2 chế độ. Và nó có phần cán đối trọng, cái này có phần cái cán này gọi là cán đối trọng nhé. Bát của cần là bát vàng, bát Fury thế này. Đây là một cây cần Mattat, cái này là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Dài 3 m, có độ cứng là 80. Và cái này chúng ta có thể dâm cái chế độ kéo rộng ra. Hoặc là chúng ta thu nhỏ này, chúng ta xài cái chỗ đó, chế độ ngắn hơn. Ngắn hơn thì tầm khoảng 2 mét mấy, 2 mét 4, 2 mét rưỡi. Cái này thì nếu mà ngắn thì tầm khoảng 2 mét rưỡi. Hoặc là tối đa thì dài 3 m. Ba giống bên trong ngoại hình, cái này ngoại hình khá là ok, mới đẹp, cái này ngoại hình mới sáng luôn. Chúng ta có thể chim được hai cái chế độ này, sử dụng ở hai chế độ. Thì cây số 13 này dài là 3 m, khi rút về ngắn nhất thì còn lại là 90 cm. Góc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này nặng là 389 g và có độ cứng 80 theo thông số của cần. Và cây số 13 này có giá là 800.000. Tiếp đó là cây số 14. Cây 14 của em có là một cây cần của Daiwa. Cây này là một cây dây trong, dài 2,7 m, có độ cứng là 50. Và Daiwa này được sản xuất ở Đài Loan xuất Nhật nhé, Made in Taiwan. Đấy, holder là holder lock. Bát của nó là bát vặn của bát Daiwa thế này. Mút xốp thì khá là ok, không có bị cấn hay rách gì cả nhé. Tem xúc của cần tem vàng, có sờn ở những điểm này nhé. Và khuyên dặn của cần là khuyên Fury Six. Bô của cần cũng là bô Fury Six luôn nha. Cái này thì chắc của nó là sơn X2 da, nhưng mà nó phủ sơn mình sẽ không có nhìn thấy rõ ở từng vị trí. Đây nhìn thấy được giống thứ hai thế này thôi. Chắc của nó là sơn X2 da thế này.
Đấy, những cái điểm mà nó cố tình nó đỡ lộ thì người ta mới thấy được. Thì cây số 14 này dài là 2m7, khi rút về còn lại là 100cm, góc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cái này nặng 300g và có độ cứng 50 theo thông số của cần. Và cây số 14 này có giá là 700.000, dài 2m7. Tiếp đó là cây số 15. Cây 15 thì ở đây em có là một cây dài 2m7 của Osaka. Cây này thì nó có chiều dài thực tế em đo được là 2m5 nhé. Hàng ngọn một khoảng là 20cm. Đây, bát của cần là bát kẹp Fury FS6 ạ. Khoen là khoen Fury, là bô bô thường nha mọi người, bô hãng. Có là 5 khoen và một đầu bô. Dài 2m5 thôi. Ngọn của nó đây. Ngọn nó khá là nảy nha, khá là nảy ngọn. Cái này kiểu nó ngọn, nó là ngọn ngọn đặc màu đen nha mọi người. Ngoại hình thì nó có hơi sòn sức, nhỏ thôi. Cần của Osaka. Osaka là thương hiệu của hàng nội địa Nhật. Osaka này. Thì cây số 15 này dài 2m5, có khi rút về còn lại là 80cm, góc có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 0.9 ly. Cái này nặng là 105g và có độ cứng là tầm khoảng là 2H nha. Và cây số 15 này có giá là 380.000. Tiếp đến là cây số 16. Cây 16 ở đây em có một cây ISO dài 4m5 thế này. Cây này còn rất là mới đẹp luôn ạ. Đây là một cây cần của Ryobi, được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cây này thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi, mới sáng luôn. Tem của cần là tem vàng thế này nha, rất là mới. Bát của nó là bát kẹp stainless, dòng bát đời cao. Bát này bát đời cao rất là mới. Chung là cây này mới sáng giống như cần mới vậy. Có đây, bám bận nha. Cái này là nó hơi bám bận chứ không phải bị lỗi gì. Có cái vị trí chỉ đây, cái chỉ nó bị bong nhẹ, phần keo chỉ ở vị trí này một xíu. Đây là một cây cần của Ryobi, bây giờ 4m5, ngọn số 1.5, được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật nha, mới sáng. Khoen của nó là khoen Fury, khoen rất là mới luôn. Đấy, khoen mới có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. Tính cả đầu bu là 10 nha, dài 4m5. Ngoại hình bên trong này khá là mới đẹp. Nói đẹp. Chung là cây này mọi người mua giống như mua hàng mới thôi. Bám bận nhẹ xíu thôi. Bám bận chỉ giống bên ngoài do va chạm thôi mà nha mọi người. Thì cây số 16 này dài 4m5, khi rút về còn lại là 103cm, góc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng là 173g và có độ cứng tầm khoảng là 2H nha. Và cây số 16 này có giá là 850.000 ạ, rất là mới. Tiếp đó là cây số 17. Cây 17 ở đây em có là một cây dài là 5m2. Cây này theo thông số là dài 5m3 nha, nhưng mà cây này có chiều dài thực tế em đo được là 5m2. Đây là một cây cần của Olympic, dòng này là dòng Olympic. Góc của cần này. Bát là bát vàng nha, cây này bát vàng nha mọi người. Cần của Olympic đây. Tem của cặp cây này dòng Olympic nội địa, có sờn nhẹ thế này nha. Ngoại hình có sờn. Và cây này có khoen là của cần là khoen Fury 6, sở hữu dòng khoen Fury 6 thế này nha. Có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen và một đầu bu. Cây này thì rất là nhạt khoen luôn, khá là nhạt khoen nha. Ngọn của cần. Cây này thì ngọn của nó là ngọn kiểu cần ngọn mảnh, ngọn 1.5, nhưng mà khá là đanh nha, chứ không phải là dẻo mềm đâu. Ngoại hình này có hơi sờn nhẹ. Cái này sở hữu của bộ khoen này, người ta câu nút mạng rất là ok. Sấn vòng này. Ngoại hình thì nó có hơi sờn, nó có sờn xúc dâm nhỏ. Xúc dâm nhỏ bên đây. Giống thứ hai có xúc dâm nhỏ li ti nha. Đấy, cây này có xúc dâm nhỏ li ti.
Giống thứ hai có súp súp dăm li ti ạ. Và cây số 17 này dài là 5m2, hạ ngọn một khoảng là 10cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 24, cây này rút về còn lại là 103cm. Ngọn có độ lớn là 1.2 ly, cây này nặng 237g và có độ cứng tầm khoảng 2H ạ. Và cây số 17 này có giá là 720.000, cần của Olympic, và cây này sở hữu một dòng khoen floristic. Tiếp đó là cây số 18. Cây 18 ở đây em có là một cây cần của Daiwa. Cây này theo thông số là 5m4 nha. Nhưng mà cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2. Phần gốc của cần này, gốc là họ quấn một cái chỉ màu vàng cái này nha. Họ quấn đều này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Dài 5m4. Cây này có chiều dài thực tế là 5m2 ạ. Xoắn cây này, phôi nó xoắn vòng rất là đẹp. Khuyên của nó đây, khuyên của nó là khuyên Fury. Mỗi sáng có 2, 4, 6, 8, 9, 9 khuyên và 1 đầu bu. Tính cả đầu bu là 12, 4, 6, 8, 9, 9 khuyên và 1 đầu bu nhé. Đây, ngọn của nó xoắn vòng rất là đẹp nha. Cái này hạ ngọn một khoảng là 20cm. Ngọn số 3 rồi, hạ ngọn một khoảng nữa thì cũng khá là lớn ngọn, cứng ngọn nha. Mới đẹp, cây này ngoại hình mới đẹp ạ. Mới nha. Cần của đai qua. Tổng chiều dài là 5m2. Và cây số 18 này dài 5m2, khi rút về còn lại là 105cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này nặng 340g và có độ cứng tầm khoảng 3H tầm 3H rưỡi nha. Và cây số 18 này có giá là 720.000. Tiếp đó là cây số 19. Cây 19 ở đây em có là một cây cần dài 5m4, ngọn số 1. Tên của nó cũng bị phai màu hết nha mọi người. Gốc của nó đây. Ngoại hình thì có hơi sờn nhẹ thôi. Bát của con là bát kẹp Fury FS6. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m1 ạ. Có sờn. Cái này ngoại hình có sờ xước giống thứ nhất nha. Và khuyên của cặp, cái này khuyên là khuyên Fury ạ. Có 2, 4, 6, 8, 9 khuyên và 1 đầu bu nha. Tổng cộng là 10, tính theo đầu bu là 10. Cái này thì cái này lai ngọn nha mọi người. Ngọn của nó là không phải ngọn của cặp, ngọn lai. Dài là 5m1 nha. Nhưng mà ngọn rất là đăng. Ngoại hình thì cũng có những vết sờn, cái này ngoại hình có hơi sờn nha. Đây là giống thứ hai tính từ góc tính vào. Cái này ngoại hình có sờn xước nha mọi người. Xước thì nhưng mà không phải là tệ lắm đâu. Đó là ok. Và cây số 19 này dài là 5m1, khi rút về còn lại là 100cm. Góc có độ lớn là phi 19, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cái này nặng 209g và có độ cứng là 2H nha. 2H đến 2H rưỡi. Và cây số 19 này có giá là 500.000. Tiếp đến là cây số 20. Cây 20 ở đây, từ cây 20 đến cây 22 của em là em có 3 cây này, là 3 cây dây trong khoen lớn nha mọi người. Có cần lua khoen lớn. Cây 20 này rất là mới luôn, mới đẹp. Bát của cần là bát vặn, bát Fury thế này. Bát vặn, bát Fury nha. Đây là một cây dòng cần hàng nội địa mới, khá là mới, giống như cây mọi người đang mua một cây cần mới. Bát Fury Sabab nha. Khoen của nó là khoen Fury, khoen mới sáng này. Có là 2, 4, 5 khoen và 1 đầu bu. Cây này dài 3m, có độ cứng là 50. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 3m nhé. Cây này nó rút về còn lại là 70cm thôi. Cây này ngoại hình rất là mới đẹp. Cây này ngọn nó sẽ như ngọn khá nhỏ thôi. Cây này không, nó sẽ có thông số cứng là nó cứng kiểu là nguyên cả cái thân cần khi mọi người rút cần ra nha. Còn nếu mà cứng phần ngọn thì cảm giác là không, độ lớn của ngọn là không đủ để mà cứng 50 nha. Nhưng mà đây, cảm giác đây, em bẻ căng của cái phần ngọn khá là cứng. Không biết là nó có lòng sợi kẽm bên trong hay không nữa. Tại vì em không thấy nên em không báo chắc nha. Nhưng mà cảm giác rất khá là cứng cái phần ngọn này nha mọi người. Đấy,
cứng. Thì em báo theo thông số cây này cứng 50. Thì cây số 20 này dài 3 m. Khi rút về còn lại là 70 cm. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cây này nặng 266 g và có độ cứng 50 theo thông số của cọc. Cây này rất là mới. Và cây số 20 này có giá là 900 nghìn, dài 3 m. Tiếp đến là cây số 21. Cây 21 ở đây em có là một cây cần lua biển. Mọi người có thể lua biển hoặc là câu sông suối hoặc là câu kiểu con, câu ISO đều được hết. Cây này cây 3m3, cần của Hàn Quốc xuất nhập nha. Cây này cũng vậy, khá là mới, giống như một cây cần mới như vậy. Mới đẹp nha. Chắc của nó là số nhất 2 da. Mới sớm ở vị trí này có cống nha. Mới sớm là bởi vì những cây này em về em quấn lại, đóng gói lại nên nó phải cắn những cây khác, nó bị mốt sót cắn vị trí này, nhưng mà không có bị rách gì đâu. Bát của con là bát vạn Fury thế này, dài 3m3, cần của Hàn Quốc xuất nhập. Cây này được sản xuất ở Hàn Quốc, cần Hàn Quốc xuất nhập Simat này, thương hiệu Simat. Chất của nó là suýt hai da rất là mới. Và cả đây là một cây lua, chúng ta có thể lua nó cũng mạnh được với cây này, cây Simat lua biển, bao gồm 4 giống 3m3, tải mồi là từ 1/2 đến 2 OZ, là tầm khoảng là 14 gram đến là 56 gram nha. Tải dây là từ 8 đến 20 lb, tầm khoảng là 4 đến là 10 kg đi. Em tính tròn 9 kg 8 kg 6 gì đó, em tính tròn là 10 kg cho nó gọn nha. Tải dây. Và cây này nó có độ cứng là tầm khoảng M, dao động M, trên M nha. 16 lb là M rồi. Và nếu tính bên cần khúc thì cây này cứng thì khoảng là cũng dao động khoảng 40-50. Em báo 40 đây. Còn tính cần lua là M, gần M thôi, khoảng M, nó MH đấy. MH cũng được nha mọi người. Bởi vì em có một cây lua này thì là thông số nó cứng MH và nó tải mồ thì cũng tầm khoảng là 30 lb. Cái này M, cuối M rồi đấy, khá là cứng. Ngọn của cần thì xoắn của nó là xoắn vòng thường, bắt đầu từ giống thứ hai trở đây là xoắn hai da. Mới đẹp, rất là mới. Và cây này thì em báo luôn cho đó mọi người, có khách thì không rành và cầu hay là chưa sử dụng đến nó bảo là bị thiếu khoen thì rất là vất vả cho em. Đây là khoen, nó là khoen chạy nha mọi người, khoen cái của nó là khoen chạy, không phải là khoen cố định. Thường thì mọi người sẽ thấy những cây cần là có khoen cố định vị trí này, nhưng mà cây này là vị trí này là có cái bo chống nổ nên nó sẽ không có sử dụng khoen cố định mà thay vào đó là khoen chạy. Tại vì em có một trường hợp là khách bảo về là cây này là bị thiếu khoen rồi, em ơi thiếu khoen rồi, không đúng hàng bị không phải. Nên rất là vất vả cho em trong những trường hợp đấy. Giải thích kiểu gì khách cũng không đồng ý. Cần họ thiết kế như vậy, thiếu khoen chỗ này thì làm sao mà thiếu được. Họ đã có tạo 3 chấm nổ rồi nha mọi người. Đây giống thứ hai cũng vậy, cũng là khoen chạy cả. Em giải thích trước luôn. Và cây số 21 này dài 3m3, khi rút về còn lại là 98 cm. Gốc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 2.2 ly, nặng là 304 g. Và có độ cứng bên cần lua là cuối M, cần khúc thì tầm khoảng là 40, cỡ độ cứng 40 đến 50 bên cần khúc. Và cây số 21 này có giá là 1.050.000 ạ. Tiếp đó là cây số 22. Cây 22 ở đây em có là một cây cần của Ryobi. Cây này là Ryobi được sản xuất ở Hàn Quốc xuất nhập và cũng là một cây dây, cây là một cây dây trong dài 4,5 m nha. Nhưng mà cây này có thông số chính xác em đo được là 4,40 m, hàng ngọn một khoảng là 10 cm. Cây này là nó thiết kế kiểu sơn phủ bên ngoài là sơn tráng gương, nên nhìn cũng khá là mới sáng cầu. Tại vì cái tay em hơi bị bám bẩn nên cái vuốt bên đâu là bám bẩn đến đó thôi. Có sơn nhẹ này. Tem xuất của cần là tem vàng, cần của Ryobi được sản xuất ở Hàn Quốc xuất nhập nha. Dài 4m40, ngọn số 4, ban đầu là 4,5 m nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10 cm. Ngoại hình khá là mới đẹp, cây này cũng phải cũng khá là mới luôn. Khuyên của nó là khuyên Fury, khuyên lớn thế này, có 2, 4, 6, 7 khuyên và một đầu bu. Vị trí này bám bẩn, em sẽ vệ sinh kỹ lại. Ngọn của cần đây, cứng này thì với độ cứng này tầm khoảng là 4 đến 5 h nha. Cứng cả thân cần này tầm khoảng 4 đến 5 h. Nói chung là cây này cũng ngoại hình rất là mới nha. Cây này ngoại hình mới đẹp ạ, không có vấn đề gì cả. Những cây này nó xước sờn thì em sẽ view chậm lại, còn những cây này mới em sẽ view nhanh thôi. Đây giống thứ hai có những điểm xước ở đây nha, giống thứ hai có điểm xước này. Xước này là do kẹt sợi cáp kéo giống ra vào thôi, hầu như là cây này sử dụng rất là ít luôn.
Và cây số 22 này dài là 4m40 khi rút về còn lại là 103cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này nặng 264g và có độ cứng tầm khoảng là 5H4-5H. Và cây số 22 này có giá là 850.000. Tôi giới thiệu xong lô gồm có là 22 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.